Năm 2002, bộ phim Dài Thủy Tinh gây sốt màn ảnh nhỏ toàn châu Á, đưa tên tuổi dàn diễn viên chính lên hàng ngũ sao hạng A. Sau 19 năm, Song Ji-sup đã kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Kim Hyun-soo và Kim Ju-ri vẫn lẻ bóng. Đến cô em gái có tính cách mạnh mẽ Kim Sung-hwa cũng đã yên bề gia thất. Nhưng nhân vật được công chúng đặc biệt quan tâm lại chính là chàng tài tử điển trai Han Jae-suk, chất mộng năm xưa của biết bao thiếu nữ. Đặc biệt, chuyện tình đẹp của Han Jae-suk và Park So-mi lại khiến người ta tin vào tình yêu cổ tích giữa showbiz thị phi. Han Jae-suk, quý tử của cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô danh tiếng thế giới, đào hoa bậc nhất hay biết lại chịu dừng cuộc chơi và cùng ác nữ bản tình cao mùa đông Park So-mi vượt qua mọi khó khăn, vun đắp lên mái ấm khiến bao người ngưỡng mộ. Cuộc tình của họ được nhận xét là đẹp đến mức có thể dựng thành một tác phẩm truyền hình danh tiếng. Han Jae-suk là con trai cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô lớn nhất nhì xứ Hàn, cũng là tập đoàn danh tiếng thế giới trong lĩnh vực sản xuất ô tô Kia. Doanh thu của tập đoàn này từng đạt mức 54,17 tỷ đô la. Bố của Han Jae-suk tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Quốc gia Seoul, chính thức làm việc tại Kia từ năm 1966 và ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch cao quý của tập đoàn. Sinh ra trong gia đình hào môn, Han Jae-suk luôn được chiều chuộng hết mực, sống trong nhung lụa. Năm 1994, anh bước chân vào làng giải trí nhưng lại luôn giấu kín gia thế khủng. Thiếu gia cao quý, nhà phó chủ tịch tập đoàn Kia lại phải chân ướt chân ráo thử thách bản thân từ những vai phụ nhỏ nhất, chịu làm nền cho ánh hào quang của người khác. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh cũng không bước chân vào làng điện ảnh chỉ để dạo chơi. Bạn bè trong ngành luôn khen ngợi nhân cách vàng của Han Jae-suk, một người khiêm tốn dịu dàng và luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. Cũng vì diện mạo trời cho, bản tính lương thiện và tài năng tiềm ẩn, nam tài tử đã bước đến ngưỡng cửa thành công sau 4 năm, chính thức trở thành hiện tượng bùng nổ khắp châu Á vào năm 2002 với tác phẩm Dài Thủy Tinh. Han Jae-suk trở thành tài tử đào hoa bậc nhất hay biết nhưng lại luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Park So-mi ra mắt muộn hơn Han Jae-suk 2 năm. Tuy nhiên cô lại không được may mắn như định mệnh đời mình. Cô bị giới chuyên môn nhận xét là một diễn viên kém nổi bật, kỹ năng biểu đạt kém đa dạng. Tuy nhiên Park So-mi lại rất có duyên với các nhân vật phản diện. Cô thành công cũng nhờ nhân vật ác nữ, người thứ ba, Tiểu Tam trong loạt bộ phim đình đám. Và diễn trong siêu phẩm danh tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông đã giúp Park So-mi được công chúng chú ý hơn. Ít ai biết được rằng Park So-mi còn là một nghệ sĩ dương cầm, từng đệm đàn cho album của nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản ZAZA. Tuy nhiên có lẽ chuyện tình với tài tử Ju-sun mới là yếu tố giúp tên tuổi của cô xuất hiện với tần suất dày đặc trên báo chí. Nữ diễn viên xinh đẹp bén duyên với tài tử Ji-sun qua bộ phim Một Cho Tất Cả. Tác phẩm từng làm ma cho cặp đôi thị phi Lee Bu-hun và Song Hye-kyo. Ji-sun và Park So-mi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và trở thành cặp đôi đẹp nhất mà ảnh hàng thời bấy giờ. Thậm chí, Ji-sun còn đưa Park So-mi về ra mắt gia đình và nhận được cái gật đầu từ bậc phụ huynh. Ấy vậy mà sau khi Ji-sun nhập ngũ, cặp đôi chia tay trong tiếc nuối của công chúng. Chia tay tình đẹp như mơ, Park So-mi luôn đơn độc một mình, kín tiếng chuyện đời tư. Vào năm 2011, cuộc gặp gỡ định mệnh với Han Jae-suk trên trường quay Mechan Kimandeok đã giúp trái tim khô héo tràn ngập sự cô đơn của cô bừng tỉnh. Trong một bài phỏng vấn trước đây, Han Jae-suk từng tâm sự rất thật về chuyện tình cảm. Anh giàu có đào hoa nhưng lại có một tâm hồn đơn thuần và dễ tổn thương trong tình yêu. Anh sợ những người phụ nữ thông minh và quá sắc sảo. Nỗi sợ này bắt nguồn từ chính thân thế của Han Jae-suk. Sau nhiều năm giấu kín, thông tin về gia thế khủng của nam tài tử điển trai đã bị truyền thông hé lộ. Rất nhiều cô gái trẻ tham vọng và cả những nữ minh tinh danh tiếng đều tìm đến Han Jae-suk vì gia tài đồ sộ của gia đình anh. Không ít người coi anh là công cụ để bước qua cánh cửa hào môn. Vết thương lòng đã biến anh thành một người đàn ông dài dặc, cảnh giác trong tình yêu. Anh thích những cô gái chân thành và hy sinh cho tình yêu hơn là phụ nữ tâm kế. Khi gặp nhau trên phim trường Mechan Kimandeok, mỹ nhân quyến rũ sắc sảo như Park So-mi khác hẳn với mẫu hình mà Han Jae-suk vẫn mường tượng trong tâm trí bấy lâu nay. Nhưng chính sự chân thành, tâm hồn đồng điệu về nghệ thuật, quan niệm trong tình yêu đã đưa hai trái tim đến với nhau. Và thế là một cặp đôi phim giả tình thật của màn ảnh Hàn lại ra đời trong lời dị nghị của công chúng. Nam tài tử họ Han yêu Park So-mi say đắm, đến mức anh không ngần ngại công khai mối quan hệ của hai người cho giới báo chí truyền thông, dù trước đó vẫn luôn giữ kín chuyện tình cảm. Anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ người thương khi cô bị công chúng mỉa mai là người phụ nữ mưu mô, vỗ về khi Park So-mi bị fan của chính anh gọi là người đàn bà tâm kế, chỉ mong vớ được một đống vàng. Nữ diễn viên thất bại nhưng nhâm nhai tài sản khổng lồ của tài tử đình đám. Chính hình ảnh tiểu tam ác nữ Park So-mi xây dựng trên màn ảnh đã đưa cô vào thế yếu trong cuộc chiến tình cảm vô hình này. Và không ít khán giả giữ quan niệm sai lầm về các nghệ sĩ chuyên trị vai phản diện. Park So-mi cũng hy sinh vì Han Jae-suk rất nhiều. Cô im lặng mỗi lần bị công chúng chỉ trích, mỗi lần chuyện tình cảm của cô và nam tài tử triệu đô bị soi mói. Cô hứng chịu bao làn sóng tẩy chay dữ dội, lời đồn đại ác ý nhưng lại luôn dùng nụ cười tươi tắn trìu mến để đối mặt với cơn bão dư luận. Năm 2004, Han Jae-suk, Jang Hyuk và Song Seon-hun bị vạch trần chuyện làm giả kết quả kiểm tra mẫu nước tiểu để trốn nghĩa vụ quân sự.
Tại Hàn Quốc, scandal trốn nghĩa vụ bị xếp vào hàng bê bối nghiêm trọng có thể khiến sao hạng A mất trắng sau một đêm. 3 năm tài tử quyền lực và nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn lúc bấy giờ bị khán giả quay lưng, công chúng gãi lạnh, truyền thông tẩy chay. Sau scandal động trời này, Han Jae-suk bị cấm sóng, anh gần như mất tất cả và làm lại từ con số âm. Han Jae-suk xin đi nhập ngũ bổ sung và mất nhiều năm để được công chúng chấp nhận, nhưng danh tiếng của anh chẳng còn được như xưa. Nhưng Park Soo-mi vẫn bất chấp quá khứ của người đàn ông này, cùng anh bước tiếp, sửa chữa lỗi lầm và lấy lại thiện cảm từ công chúng nhờ cái tâm với nghề, nhân cách tử tế hiếm có. Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi cũng là một trong những yếu tố giúp Han Jae-suk và Park Soo-mi lấy lại lòng tin của khán giả. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp của cặp đôi cũng khởi sắc rõ rệt. Park Soo-mi trở thành mỹ nhân nổi tiếng, được xếp vào hàng đại mỹ nhân, chỉ đứng dưới minh tinh giàu có Go Hyun-jun. Han Jae-suk cũng trở lại với loạt tác phẩm danh tiếng, trong đó có bộ phim A Wish Love và thử sức tại thị trường nước Bạn. Nhưng sóng gió này chưa qua, cơn bão khác lại ập đến. Tháng 9 năm 2012, chỉ vài ngày trước hôn lễ thế kỷ, Park Soo-mi và Han Jae-suk đứng trên bờ vực tan vỡ. Nguyên nhân không được truyền thông hé lộ, song lúc đó công chúng đã rất tiếc nuối khi nghe tin cặp đôi vàng của showbiz Hàn đường ai nấy đi. Nhưng rất may thay, vào một ngày đẹp trời tháng 4 năm 2013, Han Jae-suk và Park Soo-mi tuyên bố đã vượt qua sóng gió, chấp nhận thành vợ thành chồng, gắn bó cả đời bên nhau. Trong buổi họp báo gặp gỡ truyền thông trước hôn lễ vào ngày 12 tháng 4 năm 2013, tài tử nhà tài phiệt khiến hàng nghìn người xúc động khi thổ lộ: "Tình cảm của chúng tôi không phải là thứ tình yêu bồng bột ngoài kia. Chúng tôi đã từng bước vun đắp cảm xúc cho đối phương và cuối cùng tôi đã quyết định dành trọn phần đời còn lại bên cô ấy." Đám cưới của Han Jae-suk Park Soo-mi được ví như hôn lễ cổ tích, hôn lễ thế kỷ của làng giải trí châu Á vì độ hoành tráng và cầu kỳ. Cặp đôi tổ chức một đám cưới công khai, mời đầy đủ tất cả tờ báo, kênh truyền thông lớn nhất đến chung vui, mở họp báo và thảm đỏ in một lễ trao giải hoành tráng. Và tất nhiên với danh tiếng và địa vị của hai ngôi sao này, dàn khách mời thôi cũng thành chủ đề tràn ngập tất cả trang nhất của các đầu báo. Cả dàn sao hạng A như tài tử người thừa kế Lee Min-ho, vợ chồng quyền lực bậc nhất hay biết Jang Dong-gun, Go So-yeon, minh tinh những nàng công chúa nổi tiếng Lee Tae-ran, nam thần Hong Jong-hun, tài tử Kim Min-jong, tài tử hoàng hậu Ki Jo Jin-mu, nữ diễn viên Dream Hai Chu Choi Jae-jin cùng rất nhiều nghệ sĩ máu mặt khác đều váy áo súng xính đến dự hôn lễ thế kỷ. 8 năm trôi qua, Han Jae-suk và Park Soo-mi vẫn hạnh phúc viên mãn, mặc cho bao cặp đôi vàng tan vỡ, kiện tụng ồn ào hay vướng phải thị phi, bê bối ngoại tình. Hai ngôi sao hiện tại đều khá im ắng, không xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí mà dành thời gian cho gia đình. Park Soo-mi hay Han Jae-suk đều không khoe những bức hình xa hoa, cuộc sống sang chảnh sau cánh cửa triệu đô. Họ chọn cách sẽ chia gần gũi, ấm áp hơn nhiều.